Dạ, cho con xin phép chào cô. Chào chị gái. Hôm nay cô vui chưa? Vui rồi con. Cô vui sao? Vui là nãy nhờ trước tiên cô có làm gỡ trước cộng đồng mạng trước trong ngoài nước với đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải. Bây giờ giúp cô được tìm cô, con cô về được, con mừng. Cô mừng quá. Cảm giác cô lâng lâng rồi đấy đúng không ạ? Chỉ có trong vòng cũng được nửa tiếng đồng hồ cô về. Cô ở đây là về tới nhà là về, điện về. Hay ha, nhanh ha. Cô mừng quá trời quá. Dạ. Cô chưa, trong điện thoại cô không có cô luôn á. Mà sao hồi tới chiều mới có cô trong cái điện thoại. Tới chiều mới có cô hả? Cô đâu biết bắt đâu. Đâu, cô vừa bước chân ra về là... Có nhưng mà cô dạ. Có thằng cháu nói là bà ngoại được lên live rồi. Bà ngoại được lên TV. Dạ, đó cũng là một cái kỷ niệm cô ha. Cái chuyện quan trọng nhất là cô về đây cô nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con. Thì con của cô đã về với gia đình rồi. Thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin chúc mừng gia đình nhà mình nhé. Cô cũng cảm ơn. Dạ. Cô có lời nào cô cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Có, cô cũng có lời chúc trước là cô chú trên đồng mạng nước trong và nước ngoài dạ cảm ơn cô. Con xin phép được chị trò với chị. Rồi chị gái có thể giới thiệu chị tên gì? Chị tên Lê Thị Bé Sao. Bé Sao ha? Mình đâu có bé đâu mà mình đâu có bé đâu đúng không? Rồi chị Sao là bây giờ chị có thể chia sẻ cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết cái nguyên nhân chính, cái lý do gì mà chị lại bỏ chồng, bỏ con, bỏ mẹ, bỏ gia đình để chị đi? Tại thiếu tiền nên tính đi. Thiếu nợ đúng không? Thiếu nợ. Chị nợ nhiều không? Trăm mấy triệu hả? Đó là chị vay cái đó, tiền đó để chị làm gì? Lúc trước cũng vay xong rồi trả rồi còn thiếu, cứ nó đẻ hoài, cái đóng lời đi, cái mượn người này người kia đóng qua đóng lại vậy đó. Đầu tiên là chị vay bao nhiêu tiền? Người 10 triệu, 20 vậy đó. Rồi cái dần dần cái đóng riết cái đóng không được, cái về còn đi làm rồi về mua sữa cho bé rồi nữa. Rồi không đủ. 1 triệu chị vay là tiền lời, họ lấy chị bao nhiêu? 1 triệu vay 200 ngàn. Ôi trời đất ơi, 1 triệu tiền lời 200 ngàn 1 triệu, vậy là 10 triệu là một tháng phải đóng tiền lời là 2 triệu. Mà chị vay mấy chục triệu? 100 triệu. Ôi trời đất ơi, 100 triệu là ra là 20 triệu một tháng tiền lời. Lời gì mà lời kinh khủng vậy? Tại mượn nhiều người chứ không phải là một người. Em biết rồi. Một người thì không ai dám cho chị mượn số tiền lớn vậy đâu. Cái này phải nhiều người. Vậy là ai cũng là cứ 1 triệu là lời 200 hết. Có một người cho 1 triệu tháng 100 ngàn. Lời gì mà lời dám ăn vậy? Nói chung là mức 100 ngàn trở lên không? Chị vay vậy, khi chị vay như vậy thì chị có ngắm được cái khả năng để chị trả cho người ta không? Thì lúc trước cũng trả được nhưng mà sau sinh bé cái chi phí ra nên không có ấy nên cứ thiếu cứ mượn. Mà mình đầu tư có cái gì, mình chơi cái gì? Chơi. Mình có chơi cái gì trên điện thoại không? Không. Có chơi ba cái app này kia không? Chị phải nói thật đi để em có cái lời khuyên cho chị, cũng như là em chỉ cho chị, bày cách cho chị. Không, chị không chơi cái này. Thế chị chơi gì? Chị trước mượn cái còn dư thiếu mấy chục á. Cứ tháng đóng như giả sử cứ đóng 6 triệu tiền lời á. Cứ đóng đình đóng xong sau này cái lập gia đình, cái có bé á. Cái mỗi tháng tiền sữa của nó nữa. Rồi chi phí thằng lớn đi học á, rồi không đủ á, rồi cái không có đóng lời, cái mình mượn thêm, hầu như chị mượn thêm ta 5 triệu xong cái mượn thêm 5 triệu, cái chị trả qua tiền lời cứ vậy cộng tiếp hoài. Vậy là tiền bây giờ là chắc chắn rằng nếu mà số lời như vậy thì chị làm gì có đủ khả năng để trả tiền lời hàng tháng? Nên mới trốn nợ đúng không? Chồng chị có biết không? Anh có biết không? Sau này mới biết. Anh có nói la gì chị không? Cũng có khuyên. Khuyên chứ không la. Anh khuyên sao với chị? Thôi dán về làm đạo đi. Rồi từ từ. Anh là người Thanh Hóa đúng không? Người miền Bắc đúng không? Không. Mẹ của chị về đây chia sẻ rằng anh rất thương chị, đúng không ạ? Đúng. Rất lo cho chị và thậm chí rằng những ngày qua là đi tìm chị khóc quá trời. Nhưng vừa rồi gia đình ở ngoài Bắc có tang sự nên anh phải về ngoài đúng không ạ? Khổ ha. Vậy là mình cũng đã nói thật với chồng rồi đúng không? Mình đi ra được mấy ngày, chị đi được mấy ngày? Một tháng mấy ngày.
tháng ngày. Người ta tới đây nhà đòi giết đúng không? Người ta đòi hoài đúng không? Ta đòi hoài nên mới đi. Mẹ chị về đây có chia sẻ rằng là có cả người phụ nữ, cả người đàn ông tới đòi, tới tận nhà đòi và nói những cái lời lẽ rất khó nghe. Hôm đó thì em cũng có khuyên cô rồi rằng là ai vay thì người đó trả. Chừng nào mà thấy được chị đi rồi về rồi ba mặt một lời nói chuyện rồi tính cái việc nợ nần, còn cô đâu có vay đâu, đâu có là người đứng ra vay đâu mà cô phải trả. Đúng ạ, bữa hôm đấy con có nói với cô đúng ạ. Bây giờ tổng số tiền là chị phải nợ tính tới giờ phút này là bao nhiêu? Cả gốc cả lời luôn. 160 triệu. Trời đất ơi, 160 triệu. Tiền gốc là bao nhiêu? Không, tiền gốc với cộng mấy cái lời nay lại. Cả gốc cả lời đúng không? Bây giờ như thế này, chị về chị nói với những người mà chị vay á, những người chị vay là ở chòm xóm hay như thế nào? Cũng chòm xóm quen rồi đi làm rồi quen. Có bà con không? Cũng có người bà con. Bà con mà cũng cho ăn lời như vậy luôn hả? Tại trời ơi. Bà con mà giúp không giúp được thì thôi chứ nghĩ sao mà lại còn ăn lời ghê hả? Bây giờ về nói với người ta như này, bây giờ tôi hết khả năng để tôi trả rồi, tôi tìm mượn thì không có giận. Bây giờ tôi xin cái tiền lời, tôi trả cái tiền gốc. Nói với người ta như vậy. Đừng ép ai vào cái mức độ cùng quá mức nhá. Bởi vì là bây giờ mình vay cái tiền lời mình đóng cho người ta là 2 năm rồi hả? Mấy năm? Mấy năm là như vậy là đủ rồi. Còn bây giờ mình xin người ta mình trả tiền gốc thôi. Thế bây giờ mình đâu có khả năng là bây giờ mà đòi tiền lời tôi là tiền đâu mà tôi nuôi con đây? Chị là đi làm là thường thường là đi làm một tháng được nhiêu tiền? Làm tháng nếu mà tăng ca suốt thì mới được có 7 triệu rồi. Tăng ca suốt 7 triệu? 8 giờ. Mà bây giờ con số tiền lời trả một tháng hai mấy triệu? Chồng chị là một tháng được nhiêu? 10 triệu. Không đủ luôn, cả hai vợ chồng là không đủ để trả tiền lời luôn. Nên chị về chị nói với những người mà cho chị vay tiền á, là bây giờ á, tiền em vay của mọi người thì em phải có trách nhiệm em trả, đó là cái luật, có vay là phải có trả, nhưng mà em xin trả cái tiền gốc. Còn cái tiền lời mấy năm nay em trả rồi, bây giờ em không có đủ khả năng, tiền lời quá cao, 1 triệu mà 200 ngàn tiền lời thì thật sự quá khủng khiếp nhá. Mình nói với người ta như vậy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đừng dồn người ta vào con đường khủng quá. Bản thân chị là cũng muốn trả nhưng chẳng qua là vừa rồi là chị không có đủ khả năng, đúng không ạ? Vậy là con số tiền ban đầu là chỉ có mấy chục triệu thôi, dần dần nó với gốc cộng lời nó mới lên con số 100 mấy chứ đúng không? Chứ đâu phải chị mượn một lúc 100 mấy chục triệu đâu. Vậy là mình mượn từ cái lúc mà chưa lấy chồng hả? Em được cô chia sẻ là thời con gái chị cũng ăn chơi dữ lắm nè, mà không biết chơi cái gì á. Nhưng mà nhìn chị về đây thấy chị hiền hiền vậy mà chị chơi gì chơi dữ à? Bày cho em chơi với coi. Hả? Hỏi thật, chị chia sẻ thật đi, chị chơi cái môn gì? Cũng không có chơi chứ tiền chị muốn đi đâu. Mình hay là hồi trẻ mình có bồ mình nuôi bồ đúng không? Phải không? Chứ sao? Mình có làm tí con lô con đề không? Lô đề không có. Mình có chơi tài xỉu trên cái app không? Không, không chơi mấy đó. Ủa chứ mình chơi gì? Hồi đó kiểu xài nhiều á, cái kiểu ít cái mượn cái giờ hoài. Từ đó giờ thích lên đúng mẹ. Đúng mẹ ha. Thời xưa là chắc cũng chịu chơi lắm nè. Xài thì nhiều. Nhậu nhẹt nhiều không? Đúng không? Tiền là, đó là đa số tiền đi ăn chơi đúng không? Đi chơi bạn, chơi bè ăn nhau đúng không? Mình đi nhậu với bạn bè là mình bao hết hả hay sao, hay là ăn ăn chia? Chia, bạn bè thì chơi thì là nó chia đều, kiểu mình mua đồ mình xài á. Quần áo các kiểu hả? Vậy là xài xài á, nhưng tới đề mình như có 1 triệu rồi mình mua đồ tới 2 triệu á. Chịu chơi đó, chịu chơi chịu chi, giờ này là chịu nợ. Còn bạn bè thì như đi ăn uống thì sòng phẳng, chia đều hết. Vậy là cứ mỗi người mỗi tí cho nó vui ha, cái tình cảm nó mới được lâu dài. Bây giờ là cái tình hình là con nhà mình về đó cô. Mà gia đình nhà mình bây giờ có thể giúp cho em ấy trả được cái số tiền gốc không? Thôi cố gắng cô ạ. Ừ, phải trả cho sao? Trả cho họ đi. Nhiều người sợ người ta không chịu lấy gốc chứ. Không chịu, không chịu, bây giờ nói với người ta bây giờ trả mấy năm tiền lời rồi, bây giờ xin lại cái tiền lãi trả tiền gốc thôi. Ừ,
chứ bây giờ gia đình tôi không có khả năng để tôi trả tiền lời đâu. Bây giờ 1 triệu một tháng mà 20 mấy triệu tiền lời thì trả sao nổi, thịt người tanh lắm không ăn được đâu. Thì có người nào đó mình trả rồi một lần rồi, bây giờ cũng đưa nữa, giờ cũng đưa cho nó nữa, thì nó cũng là cũng năn nỉ chứ người ta mới đưa, nhưng mà nó dặn rồi cũng đưa nữa. Nhưng mà lỗi này là lỗi là do chị á, do con nhà mình. Con mình cũng phải năn nỉ người ta là mới đưa, mà bây giờ đưa cái quá trời, tình lời quá trời. Cô là được mấy người con? Hai đứa. Chị này con thứ mấy? Úc. Úc hả? Úc chịu trời ha. Nhỏ kia thì hà tiện quá. Gái hay gái? Gái. Nhà phải có người này người kia cô ạ. Nhưng mà mình chơi nấy thôi. Chị là 89 hả? Chị sinh năm 89 phải không? 89. Bây giờ là chồng mình thông báo cho chồng biết rồi đúng không? Rồi. Chồng biết rồi, chồng còn khóc không? Lúc đầu điện hồi mà coi clip xong á là điện về cho ổng khóc. Khóc ghê lắm hả? Con trai gì kỳ hả? Mấy cướp gì hả? Ở nhà là thường thường hai vợ chồng mà trước giờ là có gây lộn không? Không. Không gây lộn hả? Trước giờ chị thấy ông khóc trước mặt chị chưa? Chưa. Chưa hả? Chứng tỏ là chồng của chị rất thương chị. Thật sự rất thương cô ạ. Ừ. Ông có nhậu nhẹt gì không? Không, vẫn không. Chơi bời gì không? Hồi trẻ không biết chứ hồi gặp là chưa chơi lần nào. Chưa chơi hả? Không thấy chơi luôn. Mình quen ánh trong hoàn cảnh nào? Lên nhà bà dì em bóng vỏ quá, cái ông để xin số điện thoại. Ghê ha. Cái lúc đầu không có cho, trong năm nỉ và cái gì chú bên á, cho đi. Đây là về là 8 tỉnh, dạ. 8 có... Cũng được 3 năm, là mới về. Có ý là được lâu không là dính? 3 năm được. 8 cơ mà. Thì 8, 3 năm. Ôi ông này ông kiên trì thế nhở? Đúng là người ta bảo kiên trì cái gì cũng được. Chứ thường thường em tưởng là 8 mới có nửa ngày là dính rồi. Tại đầu không có thích. Sao ạ? Không thích người miền Bắc. Lý do? Tại hồi đó mới đi làm cái bị mấy người miền Bắc với con trai em chửi á. À. Người miền nào vậy, có người này người kia chị ạ? Ừ. Đúng không? Người miền Bắc cũng có người tốt người xấu, mà người miền Nam miền Trung cũng có người tốt người xấu. Ở đâu cũng vậy hết á. Tại vậy. Nhỏ mới mình mấy tuổi đi làm mà. Cái vô cái gặp vào bên chửi mà chửi tiếng Bắc kiểu Bắc rạc á, cái không hiểu à. Cái hỏi người ta nói chửi đúng má mẹ á. Vậy hả? em đang nói chuyện với chị hiểu tiếng của em không? Hiểu. Em người miền Bắc nè, đúng không? Đúng rồi. Rồi sau này rồi mới nói chuyện, rồi chú đi làm xưởng khác á. Dạ. Rồi mấy người ngoài cũng nói chuyện, ở trọ cũng ở chung mấy chị. Vậy là từ từ là mình đón nhận chồng ha. Vậy là chị tuyệt vời đấy, may mắn đấy nha, lấy được anh chồng đấy mà thương yêu mà không có chơi bời gì. Nhưng mà sao mà em của người Bắc, anh của người Bắc, sao anh khóc dữ à? Để chủ nhật về hỏi thử. Hỏi xem. Chị về chị hỏi xem, bảo là có cái em trai ở trên đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương á, hỏi là em của người Bắc, anh của người Bắc mà sao mà anh khóc dữ à? Nha. Okay. Thương, vậy mới thương á. Đi tìm, nghe cô nói là đi tìm hoài mà khóc sút mướt. Và bây giờ mình về thì mình cứ nói với chồng, mình cứ nói với gia đình tất cả mọi người luôn. Dù gì cái chuyện gì xảy ra rồi thì bây giờ mẹ của chị cũng đã chia sẻ đấy, thì sẽ hỗ trợ chị, giúp chị trả số nợ. Nhưng mong rằng đây là cái lần trả nợ cuối cùng. Đừng như lần trước chị có hứa lèo rồi nè. Đúng không? Hứa lèo rồi. Lần này là hết luôn. Bây giờ mình bây giờ biết sao? Bây giờ chị phải suy nghĩ, thứ nhất là cho con đi. Mình chưa cần nói tới chồng, nhưng mà cho con. Nếu muốn cho con và gia đình nhà mình có một cái tương lai, chị phải thay đổi tất cả. Mình phải sửa đổi, thứ nhất sửa đổi bản thân. Bây giờ mình cứ tưởng tượng đi. Bây giờ mình cứ mượn tiền, mình cứ ăn chơi hoặc là mình cứ xài cái gì hoài vậy. Rồi cứ cong lưng mà đi làm, quần quật rồi lại trả cho người ta. Đúng không? Cuối cùng con đâu có được cái gì đâu. Thay vào đó thì mình có thể những cái gì mình va vấp thì mình sửa đổi để mình đứng lên, mình quyết tâm mình đi làm để sau này mình còn phấn đấu làm giàu với người ta này chứ. Chứ nhìn bạn bè đồng trang lứa mà người ta có cái nhà, cái cửa, cái xe mà mình ngoảnh lại là mình chỉ có nợ là nợ thì ngán lắm. Sau này con cái nó còn đi học, đi hành, còn tương lai của nó nữa. Nuôi con cực lắm. Bây giờ mà tiền mà này,
Mà em nói thật luôn, cái tiền mức thu nhập của gia đình vợ chồng chị đó là chỉ là mức trung bình thôi nha. Để mà nuôi con với đủ ăn cũng đã là một vấn đề rồi. Tiền học, tiền hành, tiền ăn, tiền uống, tiền sữa. Chưa tính tiền lúc gia đình người này người kia ốm đau bệnh tật các kiểu. Đó, nhưng mà mình cố gắng nha. Mình thay đổi bản thân được không? Bây giờ Được. trên video này chị hứa với mẹ chị đi này, để lúc nào mà chị không thay đổi được, chị mở ra chị xem, hứa với mẹ chị như thế nào. Với mẹ về chú bỏ thay đổi làm lại từ đầu. Mẹ cũng chấp nhận. Hứa lần này là lần cuối nha. Dạ. Mà con hỏi cô lần này là lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba. Lần thứ ba, quá tam ba bận nhá. Nếu mà lần thứ tư nữa là em quỳ em lại chị luôn nhá. Lần thứ tư nữa là em không biết gì em nói luôn á nhá. Em cũng mong chị, mình bây giờ mình 89 là 35 rồi, chồng chị nhiêu? 36. Hai vợ chồng là cái tuổi này là cứng tuổi rồi, tuổi này là phải thi đua làm giàu, đúng không? Thi đua làm giàu sau này con cái có một, để cho con cái còn tự hào là cha mẹ làm ra ta kinh tế, con cái đi học đi hành còn nó mày nó mặt nhá. Mình đừng chơi nữa, tất cả mọi thứ chơi bời. Bây giờ chị suy nghĩ lại, chị nhìn lại, chị thấy hối hận không? Không ạ. Nó chẳng đâu vào đâu. Thậm chí là những cuộc chơi với những người bạn, em nói thật với chị luôn, ngoảnh lại đi, thử chị thử đúc chuyện có ai giúp chị không? Không bao giờ ai giúp chị đâu nhá, ngoài gia đình và chồng, ngoài gia đình và chồng con và cha mẹ. Em nói thật, chỉ có người thân trong gia đình mới giúp chị thôi. Khi chị xa cơ lỡ bước, chỉ có người trong gia đình mới giúp chị, mới thương chị. Còn bạn bè còn lâu, gọi điện nó thuê bao. Việc việc nó thậm chí nó còn nói mày ngu mày chịu, việc của mày liên quan gì tới tao, tiền đâu tao giúp mày. Đó, nên mình chơi với bạn bè mình tốt vừa thôi, đừng có nghe theo lời rủ rê. Mình biết sai mà sửa là được rồi nhá, cố gắng nha. Là chị xem được video của anh em đăng lên rồi chị về đúng không? Đang ở trong phòng chị kia Chị kia sao? chạy qua nói ê mày lên mạng rồi kìa rồi mới coi chứ không có coi Là tại điện thoại con nhỏ gái nó làm hư á không chị không có lên mạng nói chung là đi là chị không có lên mạng ngay ngày hôm đó luôn, ngày luôn ngay ngày mẹ chị đi tìm luôn đúng không? ngày giờ đúng không Lúc đó chị có lo lắng hốt hoảng không? luôn nó sợ Run hả? cái xong cái chị đó nó thôi mày về đi chứ mày ở đây đi 2 3 bữa nó cũng bắt mày à. Chính xác, chị chạy sao tốt là chị chạy sao thoát được. Cái hôm Chị đã bữa bị bao vây, chị không bao giờ thể thoát được. Không, chị dễ thương vậy mà, chị nói chuyện hiền lành vậy mà, không hiểu chị chơi gì hả? chỉ Thường là thường quản lý công ty mà nó sao mà vậy quản ô, chị quản lý công ty hả? bên bên KCS á lúc rồi đó đi làm làm trong bộ Cán bộ đúng không? Nhiều nhân viên không? mấy phần một chính hàng Bây giờ mình còn làm đấy không? không Uống tại hả? đẻ xong vô cái ông Hàn Quốc á À. ổng cũng có làm nữa cái chị mới nghỉ công ty đó là đi qua làm công ty khác À vậy hả? Thế là mình có tay nghề mà. Công ty trước chị làm là công ty về cái gì, may mặc hả? Hay ba là lô túi xách ba lô? của đại học Làm quản lý là chửi dữ lắm đó nha. chửi Chị, như là chị hôm nay chị về đây là chị khiêm tốn rồi, khiêm tốn khiêm nhường rồi. nhưng mà cái nào cũng mới Có chửi chửi không? Có tập trung công nhân lại chửi không? thì nếu mà nó làm sai thì mình mới lên Đó, em thấy mấy cái bà mà cán bộ quản lý công ty á, công nhân mà cùng cảnh đi làm thuê với nhau, nhiều bà ghê lắm, chống lạnh lên chửi con nhà người ta như tát nước vào mặt đó. chị cái nào các công nhân chị sai thì chị la còn hả nhưng mà cán bộ với chị nó mà la công nhân chị không chịu nói cái gì với chị phải nói với em Đúng đó là rồi. người làm của em không có được la nên ở làm xuống đó mà đó ai cũng sợ đó nói thôi để kiếm nó đi kiếm sao đi nói là la công nhân nó lại chửi không nhiều Đúng, mình phải là bên người của đúng mình rồi. chứ thì nó sai thì nó chút mà hàng hư thì chửi thì nghe hết Với lại là mình cũng cảnh đi làm thuê với nhau hết đó cả, ai cũng như ai thôi, ai cũng đi làm mướn khi đi ra làm mướn. ngoài là bình thường Dạ. mày cũng như tao thôi Mình chửi người ta tội nghiệp lắm, thật sự rất tội nghiệp. Công ty nhiều người công nhân họ còn vào bình luận công ty có phải ông cô của ông cố nội nó để lại đâu mà nó hùng cổ phần đâu mà nó chửi ghê ạ. nhà vậy làm đó gần 10 năm đó 10 năm rồi xong cái đẻ đứa bé này sao vô á cái ổng không cho làm nữa rồi cái cũng không hiểu lý do thì ông kỳ à? ổng kêu xuống làm công nhân nhưng mà quản lý xong mà xuống làm công nhân thì đấy Đúng cũng rồi. làm chị làm được 2 tháng cái kiểu ổng chính trị nói hè mình người ta cho đi mà ổng bắt rồi chị mới xin nghỉ
chứ không có chửi chị mà chửi cái người mà coi chị đi toilet cũng chửi, cái gì cũng chửi đó. Mình thấy rồi, cảm thấy mình mà làm phiền tới người khác á, chị nghĩ chị đi qua xưởng khác thì làm công nhân. Dạ. Bây giờ là chưa có việc hả? Dạ, nghĩ rồi, mới nghĩ này tháng mấy. Thôi bây giờ về thì ấy đi, có gì có cô giúp rồi hỗ trợ cái chuyện đấy, rồi mình kiếm một công việc gì đó mình làm nhá, đừng chơi nữa. Chị em thấy chị đâu có phải là hư đâu, không hư. Ban đầu nếu mà như cô chia sẻ là không riêng gì con đâu, mà tất cả mọi người sẽ tưởng tượng là con của cô rất hư. Bởi vì biết sao không, cái thời con gái đã chơi đã trả nợ rồi, mà đến khi có chồng còn chơi nữa. Nhưng mà hôm nay về đây được chuyện trò trực tiếp với chị, nhưng mà con thấy chị dễ thương mà. Thật sự rất dễ thương, thật. Thôi thì cười, con chúc mừng gia đình nhà mình nhá. Thì mong rằng chị gái về thì mình tự kiểm điểm bản thân đi. Em nói tự kiểm điểm nó hơi nặng, hơi nặng, nhưng mà chị kiểm điểm lại bản thân đi nhá. Mình nhìn nhận lại vấn đề những gì trải qua để mình chuẩn bị một cái hành trang mới cho tương lai. Chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, đặc biệt là luôn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Thì hôm nay cô cùng với con gái về đây thì báo tin vui cho anh em đội chỉ Nguyễn Thanh Hải và tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết đã tìm được con của cô. Thì hôm nay con xin phép được đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội một lần nữa ha, lên TV lần nữa cô ha. Dạ, thì cô cũng như là chị gái có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Đồng ý. Dạ, dạ thưa cô chú anh chị, thì em thay mặt đội chỉ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt cô cũng như là chị gái gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các cô chú anh chị đã quan tâm giúp đỡ cho cô xem cũng như chia sẻ bài đăng cũng như là đi tìm để giúp cho ngày hôm nay là có mặt chị gái là con gái của cô đã về. Thì em không biết nói gì hơn, thì luôn luôn ghi nhận sự đóng góp của tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước rất là nhiều. Xin cảm ơn và luôn luôn mong muốn rằng là tất cả các cô chú anh chị hãy luôn luôn đồng hành cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp những chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công và tốt đẹp hơn. Xin phép chào cô, chào chị, em chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Thank you.